Theo tin của truyền thông Việt Nam, nhiều tân sinh viên về trường để làm thủ tục nhập học đã bị sốc khi nhà trường thông báo mức học phí tăng mạnh so với các năm trước. Trước đó, ngay khi vượt được chính phủ phê duyệt đề án tự chủ, nhiều trường đại học cao đẳng ở Việt Nam liền tăng học phí lên gấp 2-4 lần. Theo tin của báo Lao động, các tân sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội đã bày tỏ sự hoang mang khi nhà trường thông báo về đề án thí điểm mức thu học phí mới. Cụ thể, đối với các sinh viên trúng tuyển, trường sẽ áp dụng thu mức học phí là 14 triệu đồng một sinh viên một năm, tăng gấp đôi so với năm trước. Ngoài Đại học Công nghiệp, hàng loạt trường khác cũng tiến hành tăng học phí khi được phê duyệt đề án tự chủ. Và nhiều trường cũng không thông báo trước cho người học về kế hoạch tự chủ của mình, khiến sinh viên trở tay không kịp. Nhiều sinh viên bày tỏ cảm giác như bị lừa, trong khi quy chế tuyển sinh yêu cầu phải công khai trong đề án tuyển sinh, thì các trường cứ ước mở. Mức học phí cao cũng là một trong những rào cản nỗi lo đối với những sinh viên nhà nghèo.